Xin chào các bác. Hôm nay em lên sóng phục vụ cả nhà mình một con máy rửa bát Nationa, phải nói là cực bền. Đây có lẽ là cái mẫu siêu bền nhất của hãng Nationa mà giá thì cực rẻ. Con này có mã là Nationa NP50SX3. Toàn bộ thân vỏ các bác này. Đời nó làm thân vỏ tất cả bằng inox hết. Tức là họ tính đến cái máy rửa bát nó có nhiều tiếp xúc với nhiều mắm muối, cho nên là toàn bộ gần như đến 90% đều được bao bọc bởi inox hết. Cái mẫu này thì phải nói nó là những cái mẫu cực bền về các cái linh kiện bên trong, gần như không có gì để hỏng bao giờ luôn ạ. Các chức năng rất dễ sử dụng này, bật nguồn này, bắt đầu rửa, thời gian sấy chọn 25-40-60 phút, các chế độ rửa tiêu chuẩn mạnh nhẹ khác nhau, chu trình báo đèn rửa. Có chế độ giữ khô bát đũa, nếu vào những ngày nồm các bác muốn giữ khô bát đũa suốt ngày thì các bác ấn thêm cái nút này thì bát đũa sẽ được giữ khô. Máy rửa với nước nóng bỏng luôn coi nhé, toàn bộ nước nóng 80 độ C. Đây các bác thấy răng chỉ của bọn nó này, bền gần như vĩnh cửu nhé, bền vĩnh cửu các bác nhé, rất mềm. Giá chiếc này còn bằng inox hết. Thiết kế rất đơn giản. Ruột cũng bằng inox này con này. Hai tay phun này nhé. Đây máy xo đốt này. Khay rác này. Hai tầng rửa, 6 bộ bát đũa. Chúng tất cả các máy Nhật thì đều thiết kế 6 bộ như nhau. Không có máy nào thiết kế nhiều bộ hơn cả đâu ạ. Đây. Một con máy rất là bình dân. Con này em báo giá luôn là em bán có 1.800.000 thôi nhé. Giá 1.800.000 cho một cái chiếc máy rửa bát Nhật nội địa bảo hành 1 năm. Chưa có phí vận chuyển, chưa biến áp. Các bác nào muốn chủ yếu là công năng ngon bổ rẻ, bền, siêu bền luôn. Thì các bác làm con này cũng phải nghĩ ngợi đấy nha. Cảm ơn bác.